Video hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người về thị trấn Phước Long của Bạc Liêu cùng mình khám phá chợ Phước Long nhé. Chúc mọi người xem clip vui vẻ. Nào, lên đường. Gặp bà cụ này vui quá trời vui luôn à. 76 tuổi, bán 49 năm ở chợ Phước Long. Các bạn là biết cái cô này không? Hi, chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình đang ở Phước Long của Bạc Liêu, của chợ Phước Long Bạc Liêu, cho các bạn xem có những gì hay ho để chia sẻ cho mọi người nha. Bây giờ mình đang ở trên cầu và sẽ kêu một qua dĩa cơm tấm ở trong đó. Ăn xong mình sẽ vô chợ để quay cho các bạn xem. Các bạn nào thấy yêu thích video này hãy cho mình một like, sau đó đăng ký kênh để xem nhiều clip mới về chợ miền Tây của mình nha. Chợ Phước Long này nói chung rồi rất là cũng phát triển khá là nhanh, lộ làng thì khá là êm, tới ba đường song song nha các bạn. Nhưng mà đường chính á, mình quay cho các bạn đây, đường chính kéo dài khoảng 700-800 mét, dài rất là đông, mà coi bà con buôn bán như thế nào nha. Đâu cơm đâu cô, đó chủ quán là quán nhắc này rồi mình ơi, mình ăn à, nói chuyện là thoải mái luôn. Thì bán tối ngày như mình nha, thì ăn cơm là chắc ăn nha các bạn, ăn cơm no lâu, ăn tới chiều luôn, đi tới đâu quay tới đó. Dạ, ăn xong rồi mình mời các bạn vào thị trấn Phước Long. Rồi bây giờ mình sẽ vừa chạy vừa quay lại cho các bạn xem nha. Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long của tỉnh Bạc Liêu. Đây con đường ngang nha các bạn, chạy cuối đường là một con đường xuôi theo mé sông, xong là chạy theo về chợ nổi ngã năm rồi ngã bảy luôn á. Ở đây thấy bà con bán cá quá trời, thấy không? Cá dài sọc, cái ngã ba các bạn. Đây cuối đường, cuối đường này quẹo ra về cái đường là cái đường này là rất là đông đúc, tại mình đi hơi trưa nên nó vắng một tí. Con đường này kéo dài khoảng 700-800 mét các bạn ơi. Hai bên thì bà con bán đồ rất nhiều. Nhưng mà con lộ này hơi tệ, hơi bị dặn tí. Để dặn là vui đó các bạn ơi. Nhiều khi mình vô chợ mình quay có người la, có người ta rất là thích. Người ta rất thích quay phim lên YouTube, còn mấy người nhầm người học biết người ta rất là ghét YouTube luôn, quay chửi YouTube không. Dạ chị Châu bán đồ thấy ngon nè. Gọt sớm bán hay ăn chị? Gọt ăn hay bán? Ăn cho em xin miếng rồi sáng em đói quá trời nè. Trời chị nó vui ghê không. Bán khóm mà ấy luôn, để mình xuống mình trò chuyện với chị trong chợ Phước Long một chút. Đây các bạn ơi, mình vô gần tới chợ Gia Long rồi. Người đầu tiên trò chuyện là chị gái này. Chị gái này đang gọt khóm thì tính hỏi mua trái khóm thì chị nói ăn không chị tặng à. Chị tặng khóm chắc mình mua cái khác vậy đem về á. Ủa măng cục cho mình bán loại măng cục mà màu đỏ, măng cục màu xanh là sao? Bây giờ là nghe cộng đồng mạng là ăn măng cục sống nhiều quá không? Măng cục này là ngon, khá là ngon nè, cái măng cục này nè. Măng cục này chị đấy, dùng nào hay của nhà? Đường này là ven sông ngã bảy nè các bạn ơi. Măng cục này dùng Vĩnh Long bên nội mình trồng rất là nhiều. Đó. Mình bán ở đây sầu riêng nè, măng cục rồi nhiều loại lắm, chôm chôm, vải nữa. Sầu riêng giờ có giá à, sầu riêng này nè. Sầu riêng này em bán cái hàng để về cái cỏ bọc bọc á dạ. Ở đây em bán hàng chính cây. Rồi bán trái cây buồn buồn là ăn khóm nè chứ không phải bán khóm nè. Khóm về nhà làm rồi cơm. Một khúc tròn thôi, một khúc tròn thôi. Một khúc nhỏ thôi nha. Giới thiệu review cho khán giả thôi, ăn nhiều nó đói bụng nữa hồi tốt mình cơm. Cảm ơn nha.
thấy tiểu thương và người dân ở đây rất là dễ thương nha các bạn ơi. Về miền Tây là mình ăn trực hoài luôn à. Khóm mình rất là ngọt nha. Đặt mà lần mình đi Tắc Cậu á, mình cũng ăn một khóm nhưng mà hình như là khóm du lịch á, không được ngon như vậy nè. Đấy, con này vừa tới chợ Nhà Lồng nha, để chữ chợ Phước Long. Và đi vào bên trong để trò chuyện với mấy chị để chơi chút nha. Mấy chị này mới vừa quay vô mà mấy chị ra chợ ế cho mình nha. Bán sáng được mấy triệu rồi chị? Sáng giờ bán được ăn tô phở rồi nha. Rồi live stream bán trực tiếp hay gì? Bán còn tới chiều mà chị, còn lâu mà. Đi làm chợ vắng lắm. Dạ. Chợ này thấy mát mẻ, sạch sẽ quá nè. Chị bán mắm hả chị? Mắm đầy đủ loại mắm luôn ha. Đó. Cá này cá rô, cá sạch, cá mồng gà. Mắm này mắm gì ta? Cái này đúng không hả? Trời ơi, thấy sạch sẽ mát mẻ quá à. Mà sao vắng người nè. Trời, chị dâu đó gà máu quá, không dám quay. Cái đường đó là mình sẽ chạy thẳng về Vũ Trụ Chí á các bạn ơi. Còn xây bên đây ha. Chạy thẳng thẳng là về tới ngã 5, ngã 7 Phụng Hiệp luôn. Qua sông Cá Côn luôn á. À, chưa thì cũng có để bảng mà đã Phước Long. Mắc cá chi vàng hả chị? Cá chi vàng đồng mình đúng không? Cá đồng mình đúng không? Ở đây mình bán tầm ký nhiêu chị dâu? Cũng rẻ. Mình cho người ta bán lợi ha. Ở dùng này dùng nước ngọt hả? Ngọt ha, 6 tháng mặn 6 tháng ngọt ha. Cá phi bạn con này cả ký luôn. Ủa cá này phải cá phi không anh? Cá phi cái gì? Cá phi mà Đài Loan hay gì? Ôi là chuyện con cá cả ký luôn. Hàng em cá chuột vậy. Rồi đó thấy qua vợ có máu rồi, vợ là có máu tới. Bạn biết cái này gì không? Giờ hút ấy ít người hút này không biết đó. Chỉ bán chầu cao luôn. Bán toàn là món độc lạ luôn ha. Nước gò, chầu, cao. Có theo đi nghe vượt qua nó búng mế. Cái này cái nhà tiếp được chứ cái này giờ con tiếp qua không được nè. Năng là tiếp được không? Mà tiếp ủa năng này năng nhà gì con thấy dùng Bạc Liêu này năng nhiều dữ ta. Năng chồng nó ấy quá. Con đi xa lắm, con đi không có về nhà. Ủa cộng bành bành các bạn ơi. Ở đây mình bán ký nhiêu tầm nhiêu con? Bán lọn có 12 ngàn, giờ mua đi bán chốt 10 ngàn. Một lọn có 12 ngàn à. Có rẻ các bạn ơi, mày chạy về tới vùng Cà Mau dưới chắc nó héo quèo. Quẩy vô bọc cho đẹp lòng rồi. Ôi cảm ơn chị dâu nhiều. Bye bye. Dạ, bà già thấy dễ thương không? Dạ, dễ thương. Ủa rồi ra đây chơi ha, đi bán đồ. Bán đồ. Bán cái gì? Bán đồ bà sạch, sạch sẽ luôn đó ha. Sạch sẽ luôn hả? Sạch về còn nhiêu gửi nè. Gửi này hả? Tưởng này là sạch sẽ về. Còn 8, còn bào cái đó hồi 8 giờ tới giờ còn đi nguyên gửi tụi nó đang về. Đây, cụ nhiêu tuổi rồi? À, 76 tuổi rồi. 76 tuổi còn đi bán gì là ngon rồi. Ngon gì chứ? Bán được bao lâu rồi? Bán 49 năm rồi. Ồ, chắc giàu dữ lắm ha. Hả? Nhà giàu lắm ha. Giàu mẹ gì? Bán 49 năm phải giàu chứ. Gặp bà cụ này vui quá trời vui luôn à. 76 tuổi bán 49 năm ở chợ Phước Long. Các bạn là biết cái cô này không? Quen không? Đó, gần cho các bạn coi nè. Bye nha cô. Tiếp tục lên đường nha. Mọi người thấy bà con ở đây rất là vui vẻ và nhiệt tình khi mà mình được quay YouTube, thấy bà cụ rất dễ thương. Tôi hy vọng là sẽ được quay lại chợ Phước Long Bạc Liêu lần nữa.
Chúc mọi người xem clip vui vẻ nha. Bây giờ mình cùng mình lên đường để khám phá nhiều nơi của Phước Long nữa. Tôm sú thẻ tùm lum hết trơn. Đi qua chợ Nhà Lộc các bạn ơi, hình như là cũng có bao nhiêu ạ. Thì cũng có nhiều ra nha. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn xem về chợ thị trấn Phước Long và chợ Phước Long nha. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo và giờ hãy nhớ đăng ký kênh và bấm like cho mình nhé.